có lẽ ông xã Trang Bila lúc này đang rất muốn giấu vợ đi không cho ai trông thấy, bởi nhan sắc của bà mẹ hai con đã thực sự đến đẳng cấp đáng ngưỡng mộ. Từ sau khi sinh bé thứ hai, chị dâu Bảo thì rất ít khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, chỉ toàn bận rộn với công việc kinh doanh, song mới đây cô đã có bức hình táo bạo khiến ai nấy phải trầm trồ kinh ngạc. Khoảng thời gian mang bầu lần hai, Trang Bila cũng không tăng cân quá nhiều, hormone chính rất chăm chỉ giữ da giữ dáng. Thế nên, có vẻ như bà mẹ trẻ không thay đổi gì mấy so với hồi còn son. Nhìn dòng một dòng ba đầy đặn căng tràn nảy nở sau chiếc áo khoác ren mỏng, đến hội bỉm sữa cũng phải nín thở vì quá sexy. Trang Bila vẫn luôn biết cách diện đồ khoa trọn lợi thế dốc dáng của mình, dù cô không sở hữu đôi chân dài miên man nhưng mỗi khi xuất hiện, bà mẹ hai con đều thu hút mọi ánh nhìn. Quả thực, sinh xong mà càng ngày càng đẹp và quyến rũ như thế, thì mẹ nào cũng muốn đẻ con ngay.